đã quay trở lại với channel của Hami. Và để bắt đầu cả vlog ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với routine của Mi vào buổi tối. Vì hôm nay da Mi có hơi mụn một cái và hai cái, nên mình muốn làm routine về cách giữ da của Mi khi mà bị mụn như thế nào để cho mọi người cùng tham khảo. Để bắt đầu với routine thì mình phải tẩy trang và rửa mặt. Thì hồi nãy lúc tắm Mi đã tẩy trang và rửa mặt rồi, nên là Mi sẽ cho các bạn xem là nước tẩy trang Mi đang sử dụng là của La Roche-Posay màu xanh dương. Cái loại này là dành cho da dầu mụn. Tiếp theo đó, để cấp ẩm lại cho làn da thì Mi sẽ sử dụng Essence. Và cái Essence Mi đang sử dụng là của I'm From, cái Mugwort Essence này công dụng từ 100% là ngải cứu, thì nó sẽ giúp cấp ẩm, làm dịu da. Và những cái vết thâm mụn hay là những cái vết sưng mụn thì nó có thành phần để làm dịu da nhanh hơn và làm lành da nhanh hơn. Đó là lý do tại sao Mi hôm nay mỗi khi mụn thì Mi sẽ sử dụng cái Essence này để Mi trị mụn nhanh hơn. Texture của cái Essence này nó rất là mỏng nhẹ, nhưng mà bạn vẫn cảm giác là nó đầy đủ dưỡng chất á. Nó sẽ hơi dính nhẹ một chút để mình biết là nó đầy đủ dưỡng chất, nhưng mà nó khô nhanh và nó không có bị rít, là Mi rất là thích. Tiếp theo là đến phần Mi yêu thích nhất, đó chính là phần đắp mặt nạ. Và mỗi ngày Mi sẽ đắp mặt nạ tùy theo nhu cầu của mình. Thì hôm nay là vì Mi đang bị bụng nên là Mi sẽ đắp mặt nạ ngải cứu của I'm From luôn. Cái này là cùng một cái line với lại cái Essence thuốc nãy. Vì Mi đã cấp ẩm rồi và khi nào mà Mi đắp mặt nạ lên thì cái cấp ẩm lúc trước nó sẽ được, Mi cảm giác nó được nhân đôi cái chức năng của nó. Cái này là bật mí với mọi người, là hộp thứ hai của Mi rồi. Mi rất là thích cái này, là Mi xài cái này siêu nhiều. Mugwort Mask là dạng mặt nạ rửa trôi, giúp làm dịu da, cấp ẩm và hồi phục da nhờ chứa nhiều vitamin. Đối với những da nhạy cảm hoặc là những da sau khi lấy dầu mụn thì có thể sử dụng mask này để giảm sưng do mụn gây ra. Như các bạn cũng thấy thì Mi sẽ không sử dụng mask ở trên trán của Mi, tại vì trán của Mi tiết dầu rất là nhiều, nên là Mi cảm giác là khi mà Mi không sử dụng một cái loại mask nào ở trên trán và chỉ sử dụng toner cho trán thôi thì nó sẽ tốt hơn. Mặt nạ này thì mọi người có thể để từ 5 tới 10 phút. Đối với những bạn mà buổi sáng mà có thời gian đậm một chút để đắp mask thì Mi nghĩ là mặt nạ này rất phù hợp. Bình thường thì nếu mà trong ngày có thời gian thì Mi cũng hay đắp mặt nạ này, tại vì nó rất là relaxing, nó rất là mùi, nó rất là kiểu thảo mộc á. Và cái texture thì là dạng gel này rất là thích. Ở bên trong nó có những cái hạt lá ngải cứu đi tí tí á, là bình thường Mi sẽ massage một chút trước khi Mi đi rửa mặt để cho nó tẩy da chết nhẹ. Nhưng mà Mi chỉ là massage thật nhẹ, thật mướt ở trên da thôi, kiểu lướt trên da thôi á, để nó không gây tổn thương cái bề mặt da của mình. Sau khi đã rửa hết mask này, da Mi kiểu nó căng hơn và nó trắng hơn các bạn đó. Cái này là camera thấy được luôn. Và Mi sẽ sử dụng Essence để cấp ẩm lại cho da. Cái điều Mi thích nhất là Essence này là dạng sợi đó, nhưng mà nó lại khô siêu nhanh luôn, nó mỏng. Dù nó là dạng sợi nhưng mà nó mỏng mà nó khô nhanh lắm. Và bước cuối cùng đó chính là dưỡng ẩm. Đây là dưỡng ẩm của COSRX. Cái này là dưỡng ẩm làm từ mật ong. Và nó có texture kem mix với lại gel một chút đó. Nó hơi, nó đủ đặc cho ban đêm nhưng mà nó không quá đặc để có thể làm bít tắc lỗ chân lông của bạn. Nên là Mi rất là thích xài em này cho ban đêm vì nó cung cấp đủ ẩm. Đó là hoàn thành skincare buổi tối của Mi rồi. Bây giờ Mi sẽ đi ngủ. Và bắt đầu ngày mai thì mình sẽ vlog cho mọi người xem là ngày mai của mình sẽ có gì nhé. Hôm nay chủ nhật và hôm nay mình sẽ đi shopping cả ngày. Đi shopping, quay TikTok, đi ăn am đen và mua Apple Watch cho fan đình tèo. Bây giờ chuẩn bị đi mua đồng hồ mới cho chiếc Apple Watch Series 7. Màu gì? Màu hồng. Màu... Mọi người đoán nha. Chị muốn khoe điện thoại mới. Đấy nhầm, đồng hồ mới với mọi người. Series 7. Tại vì đồng hồ cũ bị lướt màn hình nhiều quá cho nên không rửa chén được. Đây là shop chị mua đồng hồ. Outer shop. Dạ. Mình sẽ đi ăn thì mình quá là đói rồi. Mình ăn gì hả Mi?
sẽ đi ăn đồ Thái. Em đang quận nhất. Đây là món quán Thái yêu thích của My và chị. Đúng rồi, có một món gọi là curry cua ở đó cực kỳ ngon. Rất là thèm rồi. Hôm nay My với... hôm nay chị muốn quay mukbang ở chỗ đồ Thái. Nên là... My sẽ vlog khi chị quay mukbang. My sẽ vlog khi chị quay mukbang. Hẹn gặp lại nhau ở nhà hàng nhé. Một cốc bro ở camera. Chắc chứ. Em thử ngồi ở trong center để anh tỉnh. Mời anh. Hello. Mấy vị trí đang đợi đồ ăn để có thể làm mukbang. Lúc đợi đồ ăn thì mình sẽ đánh xong. Sao hôm nay mình dùng là của Roman màu 18. Hôm nay sẽ có nước cho sữa Thái và cà phê cold brew. Không bao giờ. Một cái nước nữa là một nước nữa là nước ép ổi và ở trên là trà hoa đậu biếc. Rồi, em cứ hỏi. Mắt em màu gì? Nâu đậm. Em thích sport nào nhất? Môn thể thao nào nhất hả? My thì thích... My thì không biết, nhưng mà chỉ biết là My thích tập gym nhiều nhất. Và... Nếu mà My muốn thử một môn thể thao mới thì Hà My sẽ thử bắn cung. Nhưng Hà My cũng đạp xe đạp cho một chị. Màu gì nhất? Màu xanh nhạt, xanh dương. Sai rồi. Màu đen hả? Nói xanh gì không phải xanh nhạt. Xanh dương nhạt á. Xanh đậm. Navy blue hả? Ồ. Bây giờ tại vì một con là bị ba đồng mấy rồi. Đây là món yêu thích của mình. Miếng tôm. Nhưng mà nó không thể đi khám nữa. Mời anh Chí cho chút review về đồ ăn Thái. Quá ngon, quá no. Ngon đến mức độ mà bây giờ đem về để sáng mai ăn tiếp. Bây giờ My và Chí sẽ đi Vincom để đi mua đồ cho bếp của Chí. Em mua thêm đồ cho bếp. Cái lâu mình đang ở lót lót để em mua đồ bếp. Hello mọi người, mình không biết hôm nay là mình không biết cái clip cuối cùng là gì, nhưng mà hôm nay đã là ngày khác và mình vừa mới tắm xong. Giờ mình sẽ tháo móng tay của mình ra. Bình thường thì mình hay đi ra tiệm làm nail á, nhưng mà ngày mai mình có một việc rất là một cái event rất là quan trọng mà không thể nào đi tháo nail được, nên hôm nay mình sẽ làm nail cho mọi người xem. Đầu tiên là sẽ tháo nail. Mình sẽ lấy cái này xong rồi cho cồn vào cái miếng bông. Chắc là cái này tất cả mọi người, nếu mà ai hay làm gel nail thì cũng biết. Cho vào đây. Sau đó rất cái móng như thế này. Và để từ 10 phút tới 20 phút. Và sau đó mọi người chỉ cần lột cái này ra như thế này. Lột cái miếng này ra là cái gel nó sẽ tự bóc như thế này nè. Chỉ cần lấy cái móng tay còn lại xong rồi ấn ra nhẹ một cái là cái gel nó đã bóc hết rồi. Sau khi cái gel đã bóc thì mình sẽ dùng một cái mài như thế này thì mình mài sơ lại móng để nó đều và nó bóc hết cái gel ra. Và cái mài móng này thì nó cũng sẽ giúp cho cái lớp bề mặt nó bị nhám á, để tí nữa lúc mà mình sơn cái màu mới lên á thì nó sẽ dính. Nhưng mà mình rất là thích mài bằng cái này, thay vì mài bằng mấy cái dày dày như ở tiệm nail á, thì mài bằng cái này thì nó sẽ không bị hư móng. Cái này gọi là buffer thì nó sẽ không bị hư móng. Đây là con mèo của My. Anh ơi nhi. Đây là các bạn online á. Không, hello mọi người. Hello mọi người.
mọi người nhớ like và subscribe cho chị My của em chứ. Mọi người nhớ là phải làm nhám tất cả các móng của mình trước khi sơn nhé, để cho nó bám tốt hơn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu sơn màu. Cái này là màu ngày hôm nay, là màu đỏ đồ. Nhìn nó đậm như này thôi nhưng mà tí nữa nó cũng hơi sáng đỏ. Và mình hết pin của máy ảnh mất rồi nên mình không biết mình cho mọi người coi được đến đâu. Nhà màu nó sẽ như thế này. Và khi nào mà sơn xong thì mình sẽ cho mọi người xem nhé. Mọi người, hello. Đây là ngày tiếp theo. Đây là cái nail hôm qua mình làm. Và hôm qua máy hết pin mình chưa kịp xong mọi người. Đây là bộ nail. Mọi người có biết hôm nay là gì chưa? Chưa, bây giờ mới nói. Bây giờ mới nói hả? Ừ. Oh, mọi người sẽ lắng nghe kỹ nha. Hôm nay là ngày anh hai mình sẽ cầu hôn bạn gái. Nhưng là mình mới chỉ nên đến chỗ Chloe Gallery để làm surprise setup. Surprise cầu hôn. Surprise một màn cầu hôn bất ngờ. Surprise nhưng mọi người đều biết. Đâu có ai biết đâu. Oh, you gotta guide me. Oh, I think I know. Đừng tay question cho anh hỏi yêu cái đầu tiên. Mình trái đúng không? Ừ. Wow, hôm nay là một ngày rất là special. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Một ngày rất là special cho anh hai Hà My. Đúng là một ngày đẹp. 22 tháng 2 năm 2022 đúng. Qua 2 giờ rồi, thôi. Chloe Gallery đã tổ chức tiệc cầu hôn. Chloe hiện tại đang trên lầu bên kia. Fan hâm mộ đang muốn chụp hình. Lúc cho mọi người tới thì mình gọi nước. Wow. Ngon this luôn is đó. Really good. Ngon. Mình gọi cái passion móc theo. Đây là sô cô la lạnh. Ice chocolate. Ủa, phim đang phim tới rồi. Thơm. So good. I knew the ice chocolate was really good. Okay, maybe it's too yet. Sương ngọt. Chỗ này đang Chiquita. Nó giống như Nando's á. Em chưa bị ăn Nando's á. It's grilled chicken. It's really good. Không có, Boston không có Nando's. Well, no, it should. Boston's kind of like London. Wow. Việt Nam, Việt Nam. Như là lo sợ tập sớm sẽ bị lục. Nhưng đó là điểm sai. Hãy nghe chị nói, các bạn trẻ tập hàng sớm hàng tốt. Không có chuyện gì mà tập quá sớm là luôn. Ai nói? Ai nói? Tập gym nó sẽ tăng growth hormone. Tiếng Việt không biết, nhưng tiếng Đức là như vậy. Và tăng growth hormone thì sẽ lớn càng nhanh. Hormone tăng trưởng. Hormone tăng trưởng. Còn là đoàn phim đã tới và mọi người đang quay phim. Đây là cái setup. Đây là ba cái bàn. Và đây là chữ Mary. Không hiểu cái chữ My nó đang chưa tới. Và đây là Mary Me. Rất là đơn giản. Xong rồi mọi người sẽ ngồi ăn ở đây, ở trên cái bàn tiệc này. Đẹp và đẹp. Thank you Chloe. Và My tổ chức tiệc ở Chloe Gallery. Hồi nãy là mưa to quá nên mình nghĩ là không biết là có làm được tiệc không, nhưng mà mọi người kiểu bị nhìn từ bưng hết đồ từ ngoài sân này
giờ cho mày đã làm tiệc cho mình. Cảm ơn Chloe Gallery. Đây là menu cho tiệc hôm nay. Xin gọi mực có hồi thơm bọt. Just look at them, make them. Yeah, more uncomfortable.